chúng ta đi làm ví dụ, xác định các thành phần nội lực phát sinh trên mặt cắt ngang bên trái và bên phải điểm C. Thì những bài toán trước á, chúng ta xác định nội lực phát sinh trên mặt cắt mà tại mặt cắt đó không có lực tác dụng, các bạn hình dung không? Còn riêng bài toán này, tức là chúng ta đi tìm nội lực phát sinh tại C mà tại C là có lực tác dụng, trường hợp này đặc biệt, thì người ta mới hỏi rõ vậy đây. Xác định các thành phần nội lực bao gồm lực dọc, lực cắt và mô ăn uống phát sinh trên mặt cắt ngang bên trái C và bên phải điểm C. Thì rõ ràng là gì? Là nội lực bên trái C và bên phải C, trường hợp này là sẽ là khác nhau. Thì những bài toán trước là sao đây? Là chúng ta xác định nội lực tại mặt cắt mà tại mặt cắt đó là không có lực tác dụng, thì rõ ràng là nội lực của mặt cắt bên trái và nội lực của mặt cắt bên phải là giống nhau. Thì chúng ta khảo sát thử bài này ha, là gì, tại C có lực tác dụng đây thì nội lực bên trái C và bên phải C có khác nhau hay không. Rồi, vậy đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta phải tìm phản lực tại A và B. A là liên kết tựa mặt ngang cho nên phát sinh một phản lực là IB theo phương đứng. B là gấu cố định cho nên có hai phản lực là XB, IB. Đó, sẽ đồ, vẽ sơ đồ tự do cho thanh AB, chúng ta sẽ có IA, XB, IB. Viết ba phương trình cân bằng ha, mô măng tại A có được IB bằng 11 kN, chiếu phương ngang có XB bằng 0 và chiếu phương đứng có IA bằng 14 kN. Việc tìm các phản lực này các bạn làm nhiều rồi cho nên không nhắc lại ha. Tức là viết ba phương trình cân bằng tìm được các phản lực. Trường hợp này XB bằng 0 có thể bỏ. Bằng 0 có thể bỏ ha. Vậy thanh thanh này chỉ có IA là bằng 14 và IB bằng 11 kN. Còn XB bằng 0 có thể bỏ. Rồi, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là để tìm nội lực của mặt cắt bên trái điểm C và nội lực mặt cắt bên phải điểm C. Vậy chúng ta dùng mặt cắt AA. AA nằm bên trái C một tí xíu, tức là lệch qua C một tí xíu thôi. Mặt cắt AA nằm bên trái điểm C đây. Đấy, điểm C ha. Thì mặt cắt AA sẽ chia cái thanh mình làm hai phần. Một là gì? A lớn A nhỏ. Hai là gì? B lớn A nhỏ. Thì tùy các bạn muốn xét phần nào xét. Giả sử trường hợp này tôi xét phần A lớn A nhỏ, xét phần bên trái. Vậy phần A lớn A nhỏ sẽ có lực IA bằng là 14 kN, hồi nãy tính được rồi. Đó. Và trên mặt cắt AA đây sẽ phát sinh ba thành phần nội lực, mặc định là gì? NZ, QI và MX, chúng ta đặt theo chiều quy ước. Và để phân biệt giữa bên trái C và bên phải C, tôi đặt thêm chỉ số T, tức là gì? NZ trái, QI trái và MX trái. Và xem như xét xong phần AA thì cái NZ trái, QI trái và MX trái chính là nội lực mặt cắt bên trái C. AA đây. Rồi, giờ muốn tìm nội lực của mặt cắt bên phải điểm C, bên phải điểm C đây, thì chúng ta dùng mặt cắt BB. BB đây, tức là khi dùng mặt cắt AA thì không có mặt cắt BB nha các bạn. Còn khi dùng mặt cắt BB là không có mặt cắt AA, tức là tưởng tượng một lần dùng một mặt cắt thôi. Mặt cắt BB này sẽ cắt cái thanh AB làm hai phần, một là phần bên trái là A lớn A, B nhỏ, hai là phần bên phải là B lớn B nhỏ. Về trường hợp này, giả sử tôi xét phần bên phải là B lớn B nhỏ. Đó, B lớn B nhỏ thì phần B lớn B nhỏ là XB bằng 0 bỏ, chỉ có IB bằng 11 kN đặt vô. Rồi, trên mặt cắt ngang tại B chúng ta cũng đặt ba thành phần nội lực, đó là lực dọc NZ, lực cắt QI và mô ăn uống MX. Để phân biệt chúng ta đặt thêm chỉ số B đây, tức là NZ bên phải, QI bên phải và MX bên phải. Và chiều cũng là chiều theo quy ước, các bạn hiểu không? Vậy là gì? Vậy NZ phải, QI phải, MX phải chính là nội lực phát sinh trên mặt cắt bên phải C. Còn NZ trái, QI trái và MX trái là nội lực phát sinh trên mặt cắt bên trái điểm C. Đó. Rồi chúng ta xét cân bằng từng phần, chúng ta sẽ tìm được những thành phần nội lực tương ứng. Và giả sử ban đầu chúng ta xét cân bằng phần A đây. Đó, phần bên trái đây, A lớn A nhỏ đây. Đó. Thì chúng ta viết ba phương trình cân bằng là gì? Mô măng tại A bằng 0, suy ra là gì? 14 lấy mô măng tại A cùng chiều hồ là trừ 14 nhân 2 cộng MX trái bằng 0. Vậy suy ra MX trái bằng 28 kN nhân mấy? Và MX trái dương nghĩa sao? Nghĩa là MX làm kéo lớp vật liệu phía dưới. Đó. Chiếu các lực lên phương ngang bằng 0, suy ra NZ trái bằng 0. Chiếu các lực lên phương đứng bằng 0, suy ra dương 14 trừ QI trái bằng 0. Vậy suy ra QI trái bằng 14 kN. Vậy xét cân bằng phần bên trái,
chúng ta đã tìm được gì đây? Quy y trái, NZ trái và MY bên trái. Đó. Tương tự xét phần bên phải, B lớn, B nhỏ, xét cân bằng phần B lớn, B nhỏ đây. Thì chúng ta sẽ tìm được NZ phải, QY phải và MY phải thông qua 3 phương trình cân bằng. Phương trình thứ nhất là moment tại B. Moment tại B bằng 0, suy ra gì? Trừ MY phải cộng 11 nhân 2 bằng 0. Vậy suy ra MY phải bằng 22 kN nhân mét. Các bạn chú ý moment uốn có đơn vị là lực nhân chiều dài, lực của mình là kN, chiều dài mét, cho nên đơn vị của nó là kN mét. Và MY phải cũng dương luôn, cho nên trường hợp này là làm căng lớp vật liệu phía dưới. Chiếu các lực lên phương ngang bằng 0, suy ra NZ phải bằng 0. Chiếu các lực lên phương đứng bằng 0, suy ra QY phải cộng 11 bằng 0. Vậy suy ra QY phải bằng trừ 11 kN. Vậy các bạn nhận xét, nếu xét phần bên trái, tức là A lớn A nhỏ đây, thì mình sẽ có MY trái bằng 28. Trong khi nếu xét phần bên phải thì MY phải bằng 22. Nội lực hai phần bên trái bên phải là khác nhau. Tương tự, QY bên trái là 14, trong khi đó QY bên phải bằng trừ 11 là khác nhau. Chỉ có NZ là giống nhau thôi, NZ trái bằng 0, NZ phải bằng 0. Đó. Thì các bạn chú ý nè, tại điểm C có lực tập trung là 25 kN hướng xuống và ngẫu lực tập trung là 6 kN mét ngược chiều mặt hồ. Thì rõ ràng chúng ta xét nè, vậy chúng ta hợp lại QY bên trái và QY phải. QY trái bao nhiêu? 14. QY phải bao nhiêu? Trừ 11, có nghĩa là âm. Âm nghĩa là QY bên phải phải hướng xuống. Hướng xuống thì có nghĩa là QY bên trái cộng QY bên phải là bằng 25 hướng xuống. Đó, 25 bằng với lực tác dụng đây. Các bạn thấy ra, để ý giờ. Đây, QY trái hướng xuống nè là 14. QY phải hướng lên nhưng mà tính ra giá trị âm cũng nghĩa là hướng xuống là 11. Vậy QY trái cộng QY phải là bằng 25 hướng xuống. Đây, là bằng với lực tác dụng tại C luôn. Tương tự, MY trái ngược chiều hồ bằng 28. MY phải cùng chiều hồ 22. Vậy cộng MY trái MY phải lại, chúng ta sẽ được là gì? 28 trừ 22 là còn 6 theo chiều MY trái. Theo chiều lớn này, MY trái lớn này, theo chiều lớn. Tức là gì? 28 trừ 22 còn gì? Còn 6 bằng với ngẫu lực tác dụng tại C. Đó, thì các bạn chú ý nè. Chú ý ha. Thì sao đây? Nếu tại mặt cắt ngang khảo sát có lực tác dụng thì nội lực của mặt cắt bên trái và mặt cắt bên phải là khác nhau, không giống nhau. Và các bạn chú ý là gì? Nếu tại C, tại C khảo sát này, mặt cắt tại C này mà có lực tập trung theo phương đứng, phương Y á, theo phương Y này, lực tập trung phương Y thì QY giữa hai mặt cắt là khác nhau và tổng QY bên trái và QY bên phải phải bằng với lực tác dụng. Đó. Rồi, nhưng mà tương tự nếu tại điểm C này, C mặt cắt tại C á, mà có ngẫu lực tác dụng, ngẫu lực tập trung thì mô măng uốn của mặt cắt bên trái điểm C và mô măng uốn của mặt cắt bên phải điểm C là khác nhau, là khác nhau. Và tổng của mô măng uốn bên trái và mô măng bên phải phải bằng đúng với ngẫu lực tác dụng. Đây, MY bên trái cộng MY bên phải đúng bằng 6 cái độ tương máy này. Các bạn chú ý ha. Đó, các bạn chú ý. Thì trong trường hợp này ha, nếu tại C có lực tác dụng hay là có ngẫu lực tác dụng thì nội lực của hai mặt cắt hai phía là khác nhau. Đây là nếu người ta yêu cầu là gì? Xác định nội lực mặt cắt bên trái điểm C thì các bạn làm như thế này. Còn nếu tìm nội lực của mặt cắt bên phải C thì các bạn làm như thế này. Đó, kết quả đây. Đó, các bạn hình dung ha. Và hai phần này là không giống nhau. Nếu tại điểm mình khảo sát á, là có lực tác dụng thì các bạn chú ý phần này.